Rồi chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài về bất động sản. Ngày hôm nay lên trang Cà Phê Ép có đăng một cái bài dẫn lại cái lời phát biểu của ông Đính, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Ông Đính nói rằng giá nhà đất hiện bây giờ tăng 3-4 lần là một điều bất hợp lý. Để mình chia sẻ với các bạn nội dung trong này có cái gì hay không. Phát biểu tại cái buổi ra mắt hệ thống thông tin điện tử và nhận định thị trường bất động sản, ông Nguyễn Văn Đính nhận định trong những năm qua hoạt động đầu tư công, đầu tư của các doanh nghiệp mà kinh tế nhà nước tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần tạo ra các hệ thống hạ tầng, khu kinh tế, khu đô thị phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhờ những điều vừa nêu trên mà giá đất đai bất động sản Việt Nam tăng một cách nhanh chóng. Ý ông Đính nói là bất động sản của chúng ta nó tăng giá là hưởng lợi nhờ sự phát triển hạ tầng, các khu kinh tế, các khu đô thị. Thế nhưng hiện nay ông Đính cho rằng có hiện tượng đầu tư một mà giá tăng 3-4 lần, thậm chí tại một số địa phương còn tăng rất là nhiều lần. Điều này chắc chắn có sự bất hợp lý. Đó, ông Đính chia sẻ các bạn này. Đó, nhiều nơi là hiện bây giờ là tăng liên tục, có những nơi xảy ra hiện tượng là tăng nóng, dẫn đến thị trường xuất hiện tình trạng bất thường như bong bóng cục bộ, giá đất nền tăng phi mã tới mức không bình thường. Tuy nhiên theo đánh giá của ông Đính, lực cào bất động sản hiện bây giờ chỉ là cái cào ảo thôi, vì thực sự không có nhu cầu ở thực. Thì cái này thì đúng rồi, đất đai như các bạn biết người ở là không bao nhiêu trơn á. Các bạn đi đến một số khu đô thị dường như để ván rất là nhiều, mặc dù đất đã có chủ hết rồi, có nghĩa là đất của chúng ta mang tính đầu cơ rất là cao, còn ở thực nó không bao nhiêu hết. Quanh đi quanh lại thì người ta cũng chỉ tập trung vào những cái vùng lõi của khu đô thị thôi, hoặc là những cái khu đô thị mới, những khu đô thị vùng ven mà nó càng gần trung tâm á thì người nó đông đông tí, còn càng ra xa, càng dạt ra những cái đoạn hạ tầng nó chưa hoàn thiện là dường như đất để trống rất là nhiều. Hiện bây giờ các bạn chích lên Google các bạn thấy rất là nhiều khu đô thị á, dân về ở rất ít, thậm chí là không có người về ở luôn, mặc dù cũng đã hình thành cách đây mấy mươi năm rồi. Có nghĩa là cái nhu cầu ảo của chúng ta rất là nhiều, nhưng mà giá là dường như nó không có giảm. Bằng về biện pháp ổn định thị trường bất động sản, ngăn chặn và xóa bỏ tình trạng bong bóng và giá ảo, ông Nguyễn Văn Đính cho rằng chúng ta cần phải gỡ nút thắt về nguồn cung. Bởi hiện nay cả nước của chúng ta đang có rất nhiều dự án đang đắp chiếu chờ các cơ quan quản lý phê duyệt. Nếu những dự án này được tung ra thị trường sẽ không còn tình trạng khan hiếm sản phẩm, không còn lý do để tăng giá. Khi khách hàng có nhiều sự lựa chọn thì thị trường sẽ điều tiết theo đúng nguyên lý của nó. Tóm lại là như vậy. Cái này nó cũng đúng, nhưng mà cũng một phần thôi các bạn, chưa hẳn là đã đúng hết thôi các bạn ạ. Thị trường của chúng ta nó bong bóng hay là nó giá ảo gì, nó có rất nhiều nguyên nhân. Thế còn cái nguồn cung là một nguyên nhân thôi các bạn. Ngoài ra để giảm thiểu hoạt động đầu cơ, thị trường bất động sản cần tập trung phát triển các dòng vốn kiến tạo thay vì dòng vốn nhằm vào ăn sổi. Trước đó khi chứng kiến hiện tượng giá đất tăng đột biến do các nhóm đầu cơ liên kết để thổi giá vào dịp cuối năm, chính quyền một số địa phương như Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Quảng Trị, Bắc Giang, Hòa Bình, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng đã ban hành các văn bản tạm dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trái phép, cấp sổ đỏ chầm lắng sai đối tượng, siết điều kiện tham gia đấu giá, xử lý các dự án chậm tiến độ, công khai các dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhằm ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo. Thì qua cái bài này ông Đính cũng đưa ra một vài cái quan điểm gọi là chống tình trạng sốt ảo đó các bạn. Thứ nhất là gỡ cái nút thắt, chính quyền phải vào cuộc một cách mạnh mẽ nữa thì mới góp phần làm cho tình trạng này nó dọn xuống. Thì qua cái bài này các bạn có thể bình luận và đánh giá thêm. Chứ còn dưới quan điểm cá nhân của mình á, để chống cái việc đầu cơ đất hay là tạo sóng gì đó khó lắm các bạn, không có dễ đâu, không dễ đâu các bạn. Đó, thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ, mình mổ xẻ thêm với các bạn. Cái gì đúng sai thì từ từ nói sau. Câu chuyện ở đây là chúng ta
gọi là chia sẻ những cái quan điểm thôi. Ý thứ nhất mình chia sẻ với các bạn câu chuyện bất động sản Việt Nam sốc đi sốc lại. Cái vòng tuần hoàn này nó lặp đi lặp lại cũng rất là nhiều năm rồi, thậm chí hàng chục năm đây rồi. Mặc dù đã ban hành rất là nhiều điều luật chấn chỉnh những tình trạng sốc đất, đại giá cao, vượt xa nhu cầu thực, hay tình trạng thổi giá, làm giá, bóp méo thị trường, rồi tình trạng buôn bán bát nháo dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Nghĩa là cái liều thuốc của chúng ta nó chưa đủ đô, hoặc là chữa sai cách, hay là có khi chúng ta bắt nó không có đúng bệnh, dẫn đến bệnh của chúng ta nó càng ngày nó càng nặng thêm. Đó, mấy mươi năm nay chúng ta cũng bàn về sốc đất nhiều, cũng nghe nhiều rồi, nhưng mà hiện bây giờ các bạn thấy nó đâu có giảm đâu, còn ngày nó còn sốc đất còn dữ dội hơn nữa. Nguyên nhân thì có nhiều lắm các bạn. Các bạn để ý là tình trạng mà lợi dụng thông tin quy hoạch, những thông tin còn mơ hồ các bạn này, ngay chính quyền địa phương là mấy ảnh cũng lập những hội nhóm tung chiêu lên làm thị trường thu lời bất chính. Chỉ trong một thời gian rất là ngắn đã cái giá lên tăng 3-4 lần, thậm chí có nơi chục lần. Đợt vừa rồi sốc đất ở Hướng Quảng là nói bạn là tăng 10 lần trong một thời gian rất là ngắn, hoặc là Thật Thách hay là chỗ Bình Ba gì đó rất là nhiều. Đợt vừa rồi là sốc nóng ở Thanh Hóa, Bắc Giang, ngay cả đất đấu giá đó bạn là tăng cũng 2-3 lần rồi. Đất đấu giá là công khai đã tăng cả đó đó. Tăng Minh Hoàng là tăng 8 lần à, mấy ngàn đây bỏ cạp các bạn là báo chí lầm rùm ban hết trơn, vào mổ xẻ đủ đường hết. Bây giờ nghe nói là ghép ảnh cái tội gọi là chỉ đó là lũng đoạn thị trường nè, đủ chuyện đời hết các bạn nè. Mình nói các bạn nói dễ chứ còn đi ghép tội họ khó lắm. Bây giờ lục cho phép đâu có giá trần nào đáo thoải mái mà. Trừ tôi không mua nữa thì tôi mắc mình cạp thôi, chứ nói họ lũng đoạn thị trường là và có chứng cứ chứ không phải dễ đâu. Nói không khéo người ta kiện ngược lại đó chứ không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Giá nó tăng một cách phi lý như vậy cho nên làm rất nhiều nhà đầu tư cá nhân thiệt hại rất là nặng. Người dân thì như các bạn biết là trong những cơn sốt đất người ta bán đi cái đất của mình, trong đó có đất sản xuất nữa. Thì đất này chỉ là mang tính chất đầu cơ, một thời gian sau đất để trống là chủ yếu, kéo dài nhiều năm như vậy là làm cho miếng đất nó không còn là đất sản xuất nữa, thiệt hại đơn và thiệt hại kép luôn. Hai là tình trạng các chủ đầu tư bất động sản chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng các bạn biết là rao bán công khai trên các trang mạng, lôi kéo những hội nhóm vào làm thị trường. Sau này những dự án dính về pháp lý, các chủ đầu tư này dường như là bỏ rơi các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư là mình nói các bạn thất thế đủ điều trang á. Bị chủ đầu tư nên nó cột vào những hợp đồng giữ trời. Những hợp đồng ví dụ như là góp vốn, hợp đồng giữ chỗ. Nó lợi dụng cái luật dân sự đưa ra những hợp đồng mà chúng ta ký vào là chúng ta bị thiệt rất là lớn các bạn. Cái hợp đồng mua bán thì mình kiện là được, chứ còn hợp đồng góp vốn nó nghĩa là sao? Có nghĩa là anh góp vốn của tôi được thì ăn, mà lỡ có sự cố gì là cùng chia sẻ rủi ro. Cho nên là kiện họ là cuối cùng là không được các bạn. Đợt vừa rồi Quảng Nam lại tiếp tục xảy ra cái vụ kiện của Bách Đạt An, công ty Hoàng Nhất Nam các bạn nè. Đợt vừa rồi dân lại tiếp tục kiện cáo hàng ngàn nhà đầu tư. Bây giờ bị rơi vào cái tình cảnh bị mắc kẹt giữa hai bên, khổ sở lắm các bạn. Hay là tình trạng quản lý yếu kém của chính quyền địa phương, thậm chí là vẽ đường cho hưu chạy để tình trạng là xẻ đất bạc đồi sang ủi tàn phá biến dạng phong cảnh thiên nhiên trên chính quê hương của mình. Chính sự quản lý yếu kém của chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các chủ đầu tư ra đời những dự án ma, rồi sau khi phát hiện khởi tố thì làm cho hàng ngàn nhà đầu tư bị mất tiền. Cuối cùng là dân khổ sở. Anh biết mình ngăn chặn từ đầu thì đâu xảy ra tình trạng mất tiền lớn như vậy, bán công khai như vậy, nhưng mà để nó kéo dài, tiền mất tật mang. Lâu nay chúng ta vẫn thường coi bất động sản là ảo, làm giá, sốt nóng,
Nhưng mình nói tới nói lui chúng ta cũng chưa có giải pháp nào quyết liệt hết các bạn. Nói cho hung vậy thôi chứ còn xăm xui đào đáy rồi cũng trở về chỗ cũ thôi. Còn nguyên nhân như ông Đính nói là do nguồn cung khan hiếm, cho nên cần phải tạo điều kiện phê duyệt nhanh dự án. Sau khi dự án ra thì sẽ bình giá lại. Mình nghĩ điều này cũng chưa chắc đâu các bạn. Cung ra nhiều, giá chưa chắc đã giảm, chưa chắc đã hết tình trạng bán bán. Các bạn nhớ cái giai đoạn 2006 đến năm 2009, giai đoạn này nguồn cung của chúng ta ra rất là nhiều. Tại vì hồi đó phê duyệt dự án rất là dễ. Nhưng mà các bạn biết là giá bất động sản nó tăng cũng phi mã. Cái nơi nó tăng 3 lần, 4 lần, cái nơi nó tăng chục lần. Như vậy nguồn cung là một phần thôi các bạn. Như vậy là giá tăng tạo sốt ảo. Nó tăng năm này qua năm kia, nó tăng mãi như vậy, nguyên nhân là ở đâu? Nó có nhiều nguyên nhân lắm các bạn. Hôm nay mình chia sẻ dưới góc nhìn của mình thôi. Thứ nhất là do cung tín dụng của chúng ta tăng rất là cao. Giai đoạn 2000 cho đến năm 2010, tín dụng của chúng ta tăng bình quân là trên 30%. Còn giai đoạn 2014-2020, bình quân chúng ta tăng 15%. Chính phủ bơm với một cái dòng tiền nhiều như vậy để kích thích và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Có nghĩa là cái GDP của chúng ta tăng trưởng chủ yếu là nhờ từ tiền. Sau khi nó tích tụ như các bạn biết là số tiền rất là lớn, thì tiền nhiều cuối cùng nó chảy vào đâu? Các bạn biết là nó không thể chảy vào quần, vào áo, vào ăn, vào mặc được. Các bạn ăn thì ăn ngày ba chở thôi, mặc thì cũng vài bộ quần áo thôi. Tiền không thể chảy vào những vị trí đó được. Cho nên cuối cùng nó phải tìm đến một cái kênh khác, đó là kênh bất động sản. Bất động sản là bao nhiêu chứa cũng hóa cháy. Các bạn tưởng tượng là như vậy. Một cái áo không thể chục triệu, không thể trăm triệu được. Nhưng một cái bất động sản có thể là 10 tỷ, trăm tỷ là cũng có. Cho nên bất động sản là một cái nơi nó chứa cái tiền. Cái tiền lâu nay chúng ta bơm ra nhiều là nó nằm ở bất động sản hết các bạn. Thì các bạn hãy tưởng tượng là bao nhiêu tiền đều chạy vào bất động sản. Thì bất động sản nó tăng giá thôi. Cả xã hội chúng ta cùng nhau mua đất thì đất nó tăng giá. Nó sốt là nó nguyên nhân từ đó các bạn. Nó ảo là cũng nguyên nhân từ đó. Chứ còn nhu cầu thực như các bạn biết là ai sinh ra cũng ở trong một căn nhà thôi. Chứ làm gì có ở căn nhà thứ hai. Căn nhà thứ hai lao lao về chơi thôi chứ còn cũng ít ở đó. Chủ ý là căn nhà của mình, cái căn nhà mà gắn bó với cuộc đời của mình. Ý thứ hai mình chia sẻ với các bạn nữa là xã hội Việt Nam của chúng ta là gắn liền với đất đai. Nhà ở là gắn liền với đất. Trong một gia đình của chúng ta nghèo giàu chứ không cần biết, bằng mọi giá cũng phải sở hữu cho được một cái bất động sản. Tại vì đây là một cái nhu cầu thiết yếu của gia đình Việt Nam. Cái cầu tiêu dùng bất động sản của Việt Nam của chúng ta rất lớn. Cho nên đất nó tăng giá theo thời gian. Có khi nó tăng ảo cũng là điều không có gì ngạc nhiên hết các bạn. Ý thứ ba mình chia sẻ với các bạn á, Việt Nam của chúng ta là một đất nước cũng rất đặc biệt. Cả xã hội Việt Nam của chúng ta ai cũng làm môi giới bất động sản được. Ai cũng là nhà kinh doanh mua bán bất động sản. Ở Việt Nam mình có một cái rất là hay các bạn. Khác các nước. Ở các nước mà anh làm nghề buôn bán bất động sản là anh phải thành lập doanh nghiệp hoặc là có điều kiện đàng hoàng. Có nghĩa là anh mua một đất, anh bán một đất. Có nghĩa là mang yếu tố kinh doanh rồi là anh phải đi đăng ký đàng hoàng. Chứ còn Việt Nam mình là giống như đất nước tự do. Tôi thích, tôi có tiền là tôi mua rồi tôi bán. Còn cái khoản chênh lệch đó thì có khi phần nộp vào nhà nước là rất là nhỏ thôi các bạn. Thì các bạn hãy tưởng tượng một xã hội mà ai cũng đi buôn đất được hết. Trúng vào cái chu kỳ mà tăng trưởng kinh tế nó đạt đỉnh đó. Rồi bất động sản nó tăng trưởng cao thì cả xã hội chúng ta cùng nhau đi buôn đất thì bất động sản nó tăng, giá nó tăng ảo thì cũng là một điều hết sức bình thường. Bởi vì sao các bạn biết khi cái chu kỳ đất nó tăng giá mà nói các bạn là dường như cả xã hội của chúng ta nóng rực lửa. Báo chí cũng nói về bất động sản, người người nói về bất động sản, nhà nhà nói về bất động sản.
thậm chí cái đứa con nít mà hắn cũng biết về đất cát này, là các bạn biết là cái sức nóng của bất động sản Việt Nam nó như thế nào. Ở Việt Nam mình hay lắm các bạn, ai buôn bất động sản đứng đây. Hay là những năm gần đây cái 4G nó phát triển như các bạn, các hậu các nhóm đồ nó mặc lên như nấm, vẫn hoạt động một cách độc lập tự do, mà càng ngày là nó hoạt động còn mạnh mẽ hơn nữa. À mà dường như cũng chẳng ai quản lý mấy cái hậu này, bó tay chúng con các bạn. Bởi vì sao mà nó kích thị trường lên, nó hoạt động, nó lũng đoạn, nó bóp méo. Những hậu nhóm này bây giờ nó có sức mạnh khủng khiếp lắm các bạn. Muốn đánh thị trường nào nó các bạn lẫn vai, đổ tiền vào đánh ào 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 trong vòng thời gian rất là ngắn, rút đi rất là nhanh. Rồi bây giờ luật pháp mình cũng chạy đâu kịp đã. Thậm chí chính quyền địa phương cũng ra tay chưa kịp luôn. Trong vòng tuần lễ là một ào phát rút quân đi rồi. Nói các bạn là tình trạng bây giờ nó là như vậy đó. Bây giờ quản lý nói các bạn là cả một câu chuyện. Bây giờ phải tăng cường thêm nhiều hệ thống luật pháp nữa. Rồi phải giải quyết cho được cái gốc của vấn đề. Chứ còn không chúng ta giải quyết có ngọn như thế này mà nói các bạn là cả 50 năm sau tình trạng này cứ y như vậy không khác gì đó các bạn. Ở mấy Việt Nam đây chúng ta cứ bàn về chống sốt đất rồi chống giá ảo có chống được đâu. Đợt vừa rồi chính phủ cũng đưa ra những văn bản này nọ, nhưng mà nói các bạn cũng đuổi gà qua đám giỗ thôi, cũng làm lái tượng trưng để có báo cáo chính phủ rồi báo cáo quốc hội thôi, chứ còn rồi sẽ tiếp tục lên những cơn sốc đất, rồi giá bất động sản tiếp tục là leo thang, rồi cái tình trạng mua bán bắt nháo ở thị trường bất động sản Việt Nam nó tiếp tục, nó tiếp diễn, chưa có dấu hiệu gì gọi là ngăn chặn được đâu các bạn, còn lao mà rất lao. Bây giờ mình nói các bạn á, chúng ta là những nhà đầu tư bất động sản thì mình phải theo thời cục, chứ còn chúng ta đi ngược lại thời cục là chúng ta là người thất bại. Còn chúng ta bây giờ chúng ta nói cái điều này nó vô lý, cái phi lý. Cái vô lý, cái phi lý xã hội nào nó cũng có hết. Việc đó việc của nhà nước lo. Còn việc chính của chúng ta là việc đầu tư bất động sản. Cái gì nhà nước cho phép chúng ta làm thì chúng ta phải làm. Còn khi nào cũng không cho phép thì chúng ta làm kiểu khác. Chứ còn bây giờ chúng ta kêu là thị trường nó vô lý, thị trường nó ảo, thị trường thế này thế kia. Mình không tham gia thì cuối cùng là mình cũng thiệt thòi, mình cũng không kiếm được tiền thôi. Mình làm sao cái đồng tiền chúng ta kiếm là nó hợp lý và nó đúng luật pháp thì tốt thôi. Chúng ta không lừa đảo ai thì không có vấn đề gì hết. Còn xã hội này nó luôn luôn tồn tại những điều vô lý, những cái điều phi lý, thậm chí những cái điều bất công nữa. Nó là như vậy các bạn. Rồi bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.